Ở đây chẳng có ai tự dưng tốt với nhau đâu. Sáng thấy tự dưng cười cười với tao, rồi bảo dắt mình đi chơi là thấy nghi rồi. Không chỉ mình và còn mấy đứa kia cũng đi luôn nữa. Mặc dù không biết chữ nhưng tao đoán chắc chữ kia là cảnh báo nguy hiểm. Này là đi chơi dữ chưa? Rồi rồi, tới công chuyện này. Này bác sĩ bệnh viện thú y quốc tế Samyang, nay gặp tụi tao là gặp kiếp nạn. 20 đứa tụi tao đổ bộ sang tiêm phòng một lúc. Mấy ba bác sĩ như kiểu phim Tây Du Ký, tập gặp lũ yêu quá nhanh nhẹ. Đừng qua đây, đừng qua đây, đừng qua đây. Ban đầu tụi tao cũng sợ lắm, nhưng bác sĩ ở đây siêu dịu dàng luôn ý. Mấy ba bác sĩ vừa kiểm tra sức khỏe, vừa nạp dữ liệu vào hệ thống, làm mà không ăn nổi cơm chưa luôn. Tiêm xong còn phải ngồi đợi một lúc bác sĩ mới cho về à. Được cái bệnh viện sạch sẽ, điều hòa, mát rượi, bác sĩ nhẹ nhàng nha.